Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Người lạ ơi, xin giúp cho tôi một like, một lượt đăng ký và bấm cái nút chuông lên anh em vào. Ok, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình đú hồ với cô dẫn ở MVP tiếp anh em. Bạn đi đâu đấy? Một video bắt đầu rồi anh em. Rồi, nó sụp. Nhảy vô đến lút đổ. Còn chu cái mông sinh lên này. Ui, huyện có từ đây. Được cái giáp 4 này. Nở mất ai đấy? Đâu thôi. Thôi. Nó đang dí thanh niên cuối anh em à. Lên bạn chết xong bỏ chạy đúng không? Từ từ thôi ơi, kêu này để phèn. Úi, thôi. Mày bắn thối của thằng phèn đẹp trai ấy mày. Chạy lại sờ bốc thối quá. Ok. Đấy mình cầu chơi này cũng đâu phết đấy nhở. Nãy mình thấy nhảy đâu lắm mà ta. Chắc là mấy thanh niên đang lúc đó chuẩn bị lên săn mình anh em à. Kiểu mình lên top 1 thẻ vô cực ấy, đẹp trai quá, bị nhiều dân chơi săn mình lắm. Đúng đồ cái. Ui xịt, vừa nói xong anh em ạ. Ấy, hai thằng luôn. Từ từ thôi mấy anh ơi. Từ từ mấy anh ơi. Thôi ơi, cứu. Hai thằng nó lên tính làm thịt phèn này. Đâu rồi? Chạy vào hồ xíu một đứa này. Nở xin cái cover đúng hợp lý luôn anh em ạ. Quân lựa bọn này. Ủa sao nó chưa chạy ra ta? Hay là nở thôi mất ngục rồi. Còn một. Ôi trời ơi. Nở MVP làm hết rồi anh em. Thì mấy fan chưa kịp làm gì hết mà nở làm hết rồi kìa. Nhặt cái shotgun đã. Nhầm súng này. Bữa nào tiểu liên nhập đạn sục. Bên đây có bắn nhau này. Ôi, hai thằng nó đến cứu mình nữa này. Sao mấy anh cứ đòi chén phèn là sao vậy? Thịt phò vừa đen vừa thơm, sao bạn cứ vừa đen. Chị gái lại tính làm thịt em. Tôi có một thằng bên đây anh em à. Chị gái này khác team à. Thằng rớt cả. Từ. Vào đây đó. Thế thì thanh niên bom keo trắng kia là khác team anh em à. Để mình đẩy qua làm thịt luôn. Ấy, nó quăng lựu kìa. Hình như nó tính chạy này. Để mình qua làm thịt luôn anh em. Xong sau bao keo trắng này. Chạy kìa, chạy. Đâu rồi? Chạy xuống bên dưới đồi rồi. Nó đang cái góc me mình phải. Chào anh nhá. Em đứng đây từ chiều đến dậy. Em chưa thấy ai đẹp trai như em cả. Đâu rồi, mình test hành động mới anh em. Cả khỉ vắt này. Ấy không phải hành động này. Nhầm rồi. Đâu ta? Đây. Lắc nhẹ cái mông. Cái mông xinh này. Chết. Ôi trời ơi. Cà khịa đúng hợp lý anh em ạ. Thanh niên bắn ca. Ủa tưởng thằng bắn ca nở xử rồi. Hóa ra nó chưa chết à. Bơm mình máu rồi. Đẩy xuống câu luôn anh em. Mày không thoát được con trai Toby Corti New anh em à. Đâu rồi? Trước mặt bờ rào mình này. Chạy góc này nó nhảy bắn bề đầu người ta. Lì xì cho quả lát này. Nở trên đấy có hợp lý nhảy ra này. Ấy, sừng nhựa. Sừng nhựa. Thôi, bạn ra sảnh chờ cùng với bạn kia làm game mới còn gì nữa. Ai lại chơi game một mình thế? Cả kia bắt lại lắc nhảy không. Ui, nay mông phò bóng bảy thế nhở. Ui, thế này chơi cầm hai cái ca phụ kiện này. Thôi, mình bắn ca mù mắt lắm anh mà. Dạo này mình không có trình độ bắn súng tể lên thôi. Anh em đừng có dụ mình bắn K98 nữa nhá. Mù mắt lắm đấy. Ai vừa con flash. Trước mặt con người nhà bạn ra này. Hai đứa lọt. Từ mấy người. Holy shit. Ui, tí thì vỡ mồm anh em à. Nó đẩy luôn này. Từ anh ơi, cái gì manh động thế? Lại có một anh tí thịt phèn. Không, chính xác là một chị gái anh em à. Từ đó mình quay tay lại anh em. Ấy, ôi xôi. Ui, lại một lần nữa mình chưa kịp làm gì anh em mà cô giáo nở xử tắt rồi này. Đúng là hả, có nở vào thì cảm giác lấy top 1 nó dễ hơn hẳn anh em. Ui, mình chưa làm gì mà nở đã làm tắt hai thanh niên này rồi. Người lạ ơi, xin giúp cho tôi một like, một lượt. Ai cái lượt gì đây? Ui mấy anh ơi, em. Ui, sau lưng trên tròi đều có người anh em à. Thằng sau lưng gục rồi. Còn thằng trên tròi tiếp. Ấy, trên tròi tiếp khác. Ui, thối gục rồi. Đẹp khó nhở. Tự để mình đẩy để lên mình chơi hai thằng tròi này luôn anh em. Mình mới chạy qua cứu nở thối được. Đâu rồi? Mày bắn nở thối tao. Mù mắt sương sương. Mày bắn nở thối tao. Chạy qua cứu nở thối. Người lạ ơi, nở ơi, đứng. Ui, kịp không? 40m, 30m. Nở còn xíu máu. Kịp anh em ơi, kịp. Thôi.
Tình nghĩa anh em vẫn mãi bền lâu. À, không thể éo nào tưởng từng kịp không mà không kịp anh em mà. Vai thật à, chậm một mili li giây thôi là hả sờ đít được thối rồi anh em mà. À, hai thằng khốn nạn mẹ. Có tiếng chân dưới hầm này anh em. Từ đã, là im nghe này. Ấy. À, nó chạy ra ngoài hầm rồi phải. Nếu như mình em nhầm thì à đây. Một anh sơ mi áo trắng khá là đẹp trai anh em à. Holy shit. Ấy. Anh tính làm gì? Ôi trời ơi, biết ngay mà anh em. Ngửi thấy mùi là anh ấy chạy lên cầu thang mà. Ui, may mà pha đấy anh chạy không vút tao vào đầu nữa, tí thì toang em. Nhưng mà sao có thể gọi là bắn được fan đẹp trai được. Ấy, bật fan Clue Quest này. Mọi người thấy mùi. Biết ngay mà. Biết ngay thế là cũng có anh đẹp trai. Tìm kiếm thằng fan đẹp trai. Đấy. Ui, đặt keo kịp kìa. Sớm chừng vậy đáp kìa anh em. Từ mùa đất trời. Anh ơi, sao lại đất ngất thế? Bị thế nên sau lưng bắn chết luôn rồi anh em à. Từ đã, để mình lui lại đã anh em. À, trước mặt đấy còn rơi quả khí cầu thêm quả thính này nữa. Sợ sau lưng nó móc quá anh em à. Quả thính rơi trước mặt này. Không biết anh trai kia có nhảy lên bên trên đây rút đồ chưa ta. Nãy giờ mình đi vòng qua vòng lại không biết. À đây đấy. Chào anh nhá. Ơ anh rút đồ xong rồi à. Chạy ra nhặt thính này. Rút tóc. Headshot. Ui dồi ôi, không lên đầu được một viên nào anh em à. Ủa, xác này anh trai anh lút rồi sao mà còn nhiều xì quẻ ta. Chạy qua xác anh trai xem có gì không em. Thấy anh trai rình rập mình các thứ rồi cuối cùng anh trai lại chạy đi ạ. Mà bây giờ boss còn 9 người này. Mà mình còn có mình một mình à. Khó thế anh em ơi, trên tròi có người này. Mình đang tính chạy lên đồi để lấy góc đồi ngon hơn này. Tôi cũng muốn lấy cái tròi trước mặt mình lắm. Nhưng mà sợ bo sau về sau nó độ lên đồi ấy. Vì trên đồi nó cao cũng hơi khó chạy bo này. Giờ bên tròi kia người. Hai thằng chạy bo luôn này. Thì ra bạn chạy chết. Ui. Hai thằng nó co keo này. Đẩy quá, đẩy láo quá. Ui. À, lại mắc thêm hai thằng bên tay phải nó khó đấy nhở. Bây giờ bo sắp thu này, kèo này hơi khó nha anh em. À, bên tay phải có người, bên trên tròi có người nữa. Kèo này là chạy bo là hơi căng này. Kèo bo này hơi khó anh em ạ. Thế nên trên tròi chạy bo này. Chào anh áo cam anh. Anh đứng nhìn ai đấy. Cho mày xin nhẹ cái đầu nhá. Ôi bây giờ còn ba người thôi anh em. Đến lúc fan gánh nở top 1 rồi. Ui holy shit, tí thì mất top 1 anh em à. Từ anh ơi. Làm gì đấy? Sao nó cầm quả thính nó quăng thẳng mặt mình kìa. Chờ là mình sẽ lấy top 1 cho nở anh em à. Qua nở gánh mới rồi. Để chơi lúc này. Bắn nó xong vụt chảo. Chạy ngược về sau lưng. Ui xổ. Sao không tính kill hết sọt cho fan vậy. Bo này còn hai người thôi anh em. Chạy vào bo luôn này. Đừng nói là hai thằng trung tim là được rồi. Hai thằng các team đi còn dễ bắn. Đây trên lều này. Một thằng hai đợt. Ui, thấy mẹ nó trúng tiêu rồi anh em ơi. Hello hai anh, đi đâu đấy. Ui, thấy khó đấy. Nó đẩy lên thôi, từ anh ơi. Gì đấy. Được, trời ơi. Nó lại hợp lý anh em à. Ok hai bạn. Hai thế này để vụt chảo anh em. Mẹ nếu mà nó công lên, nó bắn mình thì mình cũng khó sống đấy. Để dụ nó gọi là vứt hết súng ra này. Để dụ hai bạn vứt hết súng ra. Có gì chơi cận chiến luôn cũng được. Còn không thì các bạn chơi tank bo với phe thì nó cũng hợp lý này. Chưa lại mấy cái sức khỏe nữa nghe. Vứt súng lục ra đã này. Còn gì vứt không ta. Để lại tạm thôi, để lại giáp với ba lô đi. Mấy thế này cũng không biết là mình mặc giáp mũ đâu. Bắt đầu vứt đồ này. Sao bây giờ các bạn tính chơi chảo với phe hay là hả, chúng ta chơi tank bo. Này mặc áo đã banh chung đẹp trai nhở. Rồi bây giờ mấy anh muốn làm gì em, mấy anh làm luôn đi cho nó nhanh này. Anh này tính chơi chào à. Vẫy tay chào mình đấy. Quên lắc nhẹ cái bông chào anh. Khoe nhẹ cái bờ mông cong đét của fan anh em à. Múa phát này. Bạn cứ làm gì đấy. Ra bao tự tử kia ấy bạn ơi. Đừng làm thế. Bây giờ hai bạn là hả, muốn chơi solo chào với fan hay là solo tank bo. Thì cứ ra bo chết bo kìa. Chắc là tính để thế này là chơi solo tank bo với fan anh em ạ. À. Được. Nó lại hợp lý này. Mr H06 à. Từ. Đến bo cuối rồi. Chấp thành kia bo đốt trước luôn anh em ạ. À. Chơi đồ. Nhanh 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 chí chơi đồ đi em.
cái gì không không khó mà thủ đoạn của fan thì nó phải gọi là vô biên anh em ạ. Ôi, thôi mà mặc dù mấy bạn chết vào được cũng thôi, cảm ơn mấy bạn đã nhường top 1 cho fan anh em mà. Hôm nay chúng ta gánh fan Arab gánh nở top 1 liền. Ok, thì chắc clip của mình cũng xin kết thúc tại thôi. Anh em đừng quên để lại cho mình một like, một share và một comment dưới. Và mọi người là nhớ là đăng ký kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo những video mới nhất từ channel của mình nhá. Cảm ơn hai bạn vừa rồi nhá.